Xin chào toàn thể các bác và anh em đã yêu quý kênh Trần Hưng và đang theo dõi kênh Trần Hưng các bác nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho bác và anh em một bộ dàn karaoke nghe nhạc giá rất bình dân để các bác và anh em có cơ hội mua được một bộ dàn giá rẻ như thế này, gồm một cặp loa Audifon Lan, một bass 25 6 chép các bác nhé, và một con âm ly liền vang B3. Thì em sẽ nói về cặp loa. Thì đây là một cặp loa hàng bãi xịn của hãng Audifon Lan, sử dụng một bass 25 này và sử dụng 6 chép cho một thùng. Đấy, con này phải nói với các bác và anh em là thùng nó quá đẹp luôn, rất đẹp các bác ạ. Đấy, về tổng thể của chiếc loa này, từ đường trước ra đường sau thì phải nói với các bác và anh em nó quá đẹp các bác nhá. Đấy, con này thì vẫn còn nguyên bụi, các bác, nguyên bụi hàng bãi xịn nhá các bác nhá. Đấy thì con này với thông số của chiếc loa Audifon Lan, nó là mã của nó là E10 các bác nhá, E10. Thì hoạt động của nó từ 60Hz đến 17kHz này các bác này. Đấy, độ nhận của nó là 90dB và con này là chạy ở trở kháng 4 ohm các bác nhé. Công suất của nó là từ 130W đến 200W để các bác em sử dụng. Và con này cân nặng của nó là 13kg. Đấy, tổng thể của chiếc loa Audifon Lan hàng bãi, một bass 25 6 chép. Nếu mà các bác và anh em đã sử dụng đang sử dụng cái sản phẩm dòng loa Audifon Lan rồi thì các bác và anh em biết con này hát karaoke tiếng cực kỳ mượt mà, và đặc biệt nghe nhạc chi tiết bass sâu có nhé, bass sâu. Đấy thì với giá tiền là 3 triệu cho con loa Audifon Lan. Đấy. Còn chiếc âm ly B3. Đấy, âm ly B3 này thì nó đáng để chơi và đáng để sưu tầm. Thì khi mà các bác và anh em muốn nghe nhạc ở trên chiếc âm ly B3 hàng bãi xịn này thì các bác và anh em chơi được những bản nhạc quá chi tiết các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có hai volume điều chỉnh chính, tức là volume điều chỉnh cho đường music này và volume điều chỉnh cho đường mic. Và con này nó sẽ có music lock, tức là nó sẽ có một cái chiếc đáp chìm ở bên trong này các bác nhá, để khi mà các bác và anh em hạn chế cái âm lượng music này. Đấy, đôi khi các bác và anh em chỉ cần nghe đến bao nhiêu được, bác và anh em có thể là hạn chế trong cái phần music lock này. Đấy, hạn chế chiếc đáp đấy các bác nhá. Và nó sẽ có 3 lỗ mic trước và 2 lỗ mic sau. Và nó sẽ có 3 chiếc đáp để các bác và anh em điều chỉnh tín hiệu đầu vào cho mic 1 này, mic 2, mic 4 này và mic 3, mic 5 các bác nhé. Về phần chỉnh tín hiệu đầu vào thì tín hiệu đầu vào của chiếc âm ly này thì nó sẽ có những cái tín hiệu đầu vào như là DVD này, VCR này, đấy, min này, đấy, tắc này. Đấy, đường line, tức là các bác và anh em có thể là lấy đường line đánh sub hay là đường line sang âm ly hay cục đẩy này. Đường rec này, tức là các bác và anh em có thể là thu âm hay là các bác và anh em có thể là live stream ở đường rec này các bác nhé. Đấy, phải nói là một chiếc âm ly liền vang của hãng BA rất tuyệt vời cho bác và anh em khi mà các bác và anh em sử dụng nghe nhạc hát karaoke. Còn về phần vang của chiếc âm ly này thì nó sẽ có hệ thống vang ở phía dưới này. Nó sẽ có điều chỉnh delay, repeat, có chỉnh bát, chỉnh chung, chỉnh chép cho đường E cho các bác nhé. Và nó sẽ có một cái volume để các bác và anh em điều chỉnh âm lượng cho cái tiếng E cho. Đấy, tức là E cho level đây. Và nó sẽ có chỉnh bát cho tiếng mic và chép cho tiếng mic các bác nhé. Và có bát chỉnh cho nhạc và chép chỉnh cho nhạc và ba răng, tức là cân bằng vế. Đấy thì con này phải nói với các bác và anh em là cực kỳ dễ sử dụng khi mà các bác và anh em đang cần một bộ dàn âm thanh giá rẻ để nghe nhạc hát karaoke. Thì các bác và anh em sử dụng con đẩy liền vang hay là âm ly liền vang B3 và cặp loa Audifon Lan rất hợp lý các bác nhé. Thì trên video này thì em cũng không test nhạc, em chỉ test mic thôi các bác nhé. Vì khi mà test nhạc karaoke thì rất dễ dính bản quyền, thì video vi phạm bản quyền nó sẽ không nó sẽ đánh gậy nên là rất nguy hiểm, nên là em sẽ chỉ test mic thôi, nên là các bác và anh em thông cảm. Nếu mà các bác và anh em đã nghe nhạc ở trên những dòng âm ly hay là đã chơi nhạc ở trên cái dòng loa Audifon Lan rồi thì các bác và anh em biết nó cho ra chất âm cực kỳ hay. Các bác và anh em quan tâm thì em sẽ test và gửi riêng qua Zalo cho bác và anh em quá nhá. Và giá tiền là 5.8 triệu cho một chiếc âm ly và một cặp loa, và tặng kèm thêm cho bác và anh em một chiếc mic dây Tomahawk như thế này. Đây là chiếc mic dây xịn, trị giá là 300.000 quá nhá, trị giá 300.000. Đấy, nếu mà các bác và anh em lấy đẩy liền vang hay là âm ly liền vang B3 với cặp loa, và tặng các bác và anh em đầy đủ dây kết nối và dây loa và một chiếc mic dây Tomahawk này, để các bác và anh em về chỉ việc cắm tín hiệu nhạc vào là các bác và anh em cắm mic và là các bác và em chơi karaoke hay nghe nhạc được quá nhá. 1 1 2 4 5 6 7 1 1 2 4 5 6 7 1 1 2 4 5 6 7
1 2 4 5 6 7 ly. Đấy các bác, mình em thấy cái tiếng echo của con âm ly liền vang này, tiếng của nó rất ngọt ngào các bác nhá. 1 2 4 5 6 7 ly. Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu bát ngát xa trông tám dặm trông bầu, dặm trông bầu những nơi quê hương em yêu dấu, uống hương nước dòng sông cây xanh thắm một màu, uống hương nước dòng sông cây xanh thắm một màu. Mình mong biển rộng gió lộng từ nơi đâu, gió mát xa đưa tám dặm trong bầu. Đấy thì các bác và anh em thấy cái giải âm mic, cái giải xịt xì của nó rất mượt mà và rất chất lượng đúng không ạ? Nên là khi mà các bác và anh em hát ở trên cái chiếc âm ly B3 này thì nó sẽ cho các bác và anh em cái tiếng rất chân thật, nó không bị ảo tiếng các bác nhé. Nên là khi các bác và anh em đang cần một bộ dàn âm thanh nghe nhạc với giá tiền là 5.800.000 không bao ship quá nhá. Nếu mà các bác nào mà gần nhà em cần một bộ dàn âm thanh như thế này thì cũng có thể là đến tại nhà em xem. Còn bác nào mà ở xa thì tin tưởng em thì em sẽ test cẩn thận rồi đầy đủ các dây loa rồi mic dây cho bác và anh em về chỉ việc dùng thôi. Còn nếu mà các bác và anh em ở xa cần mua một bộ dàn âm ly B3 và loa Audifatlan thì các bác và anh em cọc cho em một chút để em gửi hàng cho bác và anh em nhé. Đấy, với giá tiền là 5.800.000 bao ship, rất hợp lý để các bác và anh em chơi một bộ dàn như thế này. Đấy, rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Bác nào mới xem kênh của Trần Hưng thì cho Trần Hưng xin một nút like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.